kênh Hindustan Times đưa tin, lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn đã công bố các cuộc tấn công mới vào những cơ sở của Hoa Kỳ và Israel một ngày sau khi quân đội Hoa Kỳ và Anh tấn công các cơ sở của Houthi ở Yemen. Các nhóm Iraq đã tuyên bố họ đã tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại mỏ khí đốt Conoco của Syria, một cơ sở quân sự của Israel ở Galilee, đồng thời cũng nhắm mục tiêu vào thành phố cảng Aliyat của Israel. Hình ảnh vệ tinh khu quân sự Ansarullah ở Yemen trước và sau khi bị Hoa Kỳ và Anh tấn công. Hàng triệu người đã đổ ra đường ở Yemen khi phiến quân Houthi hứa sẽ trả thù Hoa Kỳ sau 73 cuộc tấn công nhằm vào các khu vực của Yemen, khiến 5 người đã bị thiệt mạng. Cliff Houghty thử nghiệm drone FPV ráp chủ yếu bằng những cánh cây khô. Tuy nhiên, nhìn chiếc UAV này không có gì đặc biệt, nhưng nếu gắn thêm lựu đạn, thì nó sẽ là một thứ vũ khí rất đáng sợ. Cập nhật tình hình chiến sự tại giải Gaza. Lực lượng phòng vệ IDF tuyên bố hàng trăm bệ phóng tên lửa của Hamas đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Gaza, và lực lượng IDF vẫn đang nỗ lực để thực hiện việc này. Đây là nỗ lực nhằm làm tổn hại khả năng phóng hỏa tiễn của Hamas và ngăn chặn việc tiếp tục tấn công vào Israel. Toàn cảnh Khan Yunis vào lúc bình minh ngày 13 tháng 1. Video ghi lại hoạt động của lực lượng phòng vệ IDF tại giải Gaza trong những ngày qua. Hàng chục kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt ở Khan Yunis và Makhazi, bao gồm cả các chỉ huy từ lực lượng Nukba của Hamas. Tại Khan Yunis, một chiến đấu cơ của lực lượng IDF đã tấn công vào khu quân sự của Hamas và tiêu diệt 7 kẻ khủng bố. Một trong những kẻ khủng bố bị tiêu diệt là chỉ huy Nukba, người đã tham gia vụ thảm sát vào ngày 7 tháng 10 tại Israel.
tại trung tâm của dải Gaza ở khu vực lân cận Al-Muraqqa. Các chiến đấu cơ của đội chiến đấu lữ đoàn 646 thuộc lực lượng IDF đã xác định và phá hủy hai tổ hợp bệ phóng hỏa tiễn của Hamas. Đây là hình ảnh một số bệ phóng hỏa tiễn của Hamas bị lực lượng IDF phát hiện. Hình ảnh ghi lại hoạt động của các chiến binh IDF vào ngày 13 tháng 1 tại dải Gaza. Video được IDF công bố vào ngày 13 tháng 1 cho thấy các chiến binh của Sư đoàn 99 IDF đã xác định và tiêu diệt những kẻ khủng bố có vũ trang. Lữ đoàn 179 đã phát hiện một nhóm khủng bố được trang bị vũ khí đang tiến vào một tòa nhà được cho là trụ sở hoạt động của Hamas. Ngay lập tức, họ đã chỉ đạo cho UAV cảm tử để thực hiện một cuộc tấn công tiêu diệt bọn khủng bố và phá hủy trụ sở. Lữ đoàn 646 cũng đã tiến hành một cuộc đột kích có chủ đích vào một trung tâm chỉ huy đang hoạt động của Hamas, thu giữ nhiều vũ khí, máy tính và thiết bị tình báo. Người phụ nữ này đang đi kiếm củi sưởi ấm thì gặp phóng viên. Cô nói về nỗi đau khổ của người dân di tản ở phía bắc của dải Gaza trước hậu quả của vụ đánh bom và sự thiếu hụt các nhu yếu phẩm cơ bản cho cuộc sống trong những ngày đông lạnh giá. Tiếp theo là diễn biến cuộc xung đột giữa Hezbollah và IDF. Vào ngày 13 tháng 1, Hezbollah được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào Israel. Trong đó, hai hỏa tiễn đã thoát khỏi hệ thống phòng thủ Iron Dome và rơi xuống các khu vực trống trải, mặc dù không có báo cáo về thương tích. Video ghi lại cảnh khói bốc lên từ những nơi quả hỏa tiễn rơi xuống.